mùa hè năm 2023, mọi ánh mắt của làng túc cầu sẽ hướng về Australia và New Zealand, nơi diễn ra vòng chung kết FIFA Women's World Cup thứ 9 trong lịch sử. 32 đội tuyển nữ xuất sắc nhất thế giới đã sẵn sàng để tới châu đại dương và bước vào cuộc hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với loạt chương trình Đường tới FIFA Women's World Cup. Trong ít phút sắp tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bảng F, nơi có sự góp mặt của Brazil, Pháp, Jamaica và Panama. Gặp gỡ Marta, người được mệnh danh là Pele của làng bóng đá nữ. Và chiêm ngưỡng Oceans, trái bóng chính thức của FIFA Women's World Cup 2023. Ở địa hạt bóng đá,